vị trong ngày hôm nay bài hát được mang tên Chiếc áo bà ba. Con xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Quý vị có ai ở miền Tây không ạ? Có ai ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Mỹ Tho, Long An? Nói sao cho